Dạ, kính một lần nữa xin kính chào quý khán thính giả của đài. Đây là chương trình Người Việt Lực Mỹ của luật sư Đỗ Liêm. Như tôi đã nói, luật sư Liêm hôm nay có công việc bận, không có thể đến phòng thâu để tiếp diện với quý vị. Tôi là luật sư Kiệt, xin được thay cho luật sư Liêm ngày hôm nay để tiếp diện với quý vị. Tôi thấy có một cái quý khán thính giả đang gọi vào và xin cho phép tôi trả lời cái cú điện thoại này. Dạ, xin chào ạ. Dạ, tôi 67 tuổi, luật sư, tôi disability retirement. Thế tôi muốn mướn mấy cái người làm việc cũng như là giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Vậy nếu mà tôi mướn người như vậy có được không, 1 giờ, 2 giờ một ngày hay là thế nào đó thì có được không ạ? Dạ thưa cô, đây là một cái vấn đề tôi hoàn toàn không có hành nghề trong cái lĩnh vực này, do đó tôi không có thể trả lời được. Theo tôi hiểu thì luật sư Liêm đó biết rõ về luật về disability, về những cái người cao tuổi. Nếu được đó, xin cô gọi trực tiếp ở văn phòng của luật sư Liêm ở số 714 898 7579, hoặc là khi luật sư Liêm trở lại có hết không còn bận nữa mà trở lại có thể tiếp diện cô trên đài này đó thì cô gọi luật sư Liêm dùm. Tôi phải xin lỗi là tôi không khi tôi không biết đó thì tôi không có dám trả lời cái câu hỏi của cô. Xin lỗi cô nha. Vâng, xin cảm ơn Dạ xin luật sư lỗi. Cảm một ạ. lần nữa cảm ơn cô đã Luật sư gọi luôn vào vui đài. vẻ. Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào đài. Dạ, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn. Trở lại cái phiên tòa, giống tôi nói là khi mình ra đến cái phiên tòa để xử đó, cái phiên xử, xin lỗi, phiên xử không có vụ giao thông thì đó mới là chính thức là cái lúc xử, cảnh sát có thể ra, cảnh sát có thể rong. Nếu mà cảnh sát ra thì theo cái hệ thống của tòa đó, trình tự thì cảnh sát sẽ là cái người đưa ra lời khai trước, tại vì cảnh sát có trách nhiệm phải chứng minh là mình có lỗi hay là không. Đây là những cái vụ giao thông thôi nha, thì cảnh sát đưa ra lời khai. Sau đó đó, nếu mình muốn đó thì theo luật của Mỹ hay là theo hiến pháp Mỹ, mình được quyền mình chất vấn những cái người đưa ra lời khai chống lại mình hay là đưa ra lời khai để tố mình, thì lúc đó mình có thể chất vấn họ. Chất vấn là sao? Là mình có thể đặt câu hỏi với họ về cái lời khai của họ, những cái điều họ khai, để coi nó có lỗ hổng nào, hay là họ thí dụ cảnh sát nói là tôi đứng ở đây thì có người hỏi là anh đứng đó cách bao xa, ngày hay là đêm, anh có bị cận hay là không, có cái gì che hay là không. Đó là những câu hỏi chứ không phải là lúc mình kể câu chuyện là sao. Rất là nhiều người tôi thấy ra tòa hiểu lầm khi mà cảnh sát đưa ra lời khai xong đó thì ông ta hỏi là anh có muốn đặt câu hỏi cho cảnh sát hay là chất vấn hay không, thì họ nói muốn, nhưng mà họ sau đó thì họ lại chỉ đưa ra lời khai thôi, họ kể câu chuyện là sao chứ không phải là họ chất vấn người cảnh sát. Cái trình tự là cảnh sát đưa ra lời khai trước, sau đó sau khi cảnh sát đưa ra lời khai xong rồi đó thì mình được quyền chất vấn cảnh sát. Rồi mình chất vấn cảnh sát xong rồi, hoặc là mình vẫn có quyền không cần phải chất không chất vấn cảnh sát nếu mình không muốn, thì mới đến phiên mình đưa ra lời khai. Thì khi mình đưa ra lời khai rồi đó thì có thể là quan tòa trở lại để cho cảnh sát trình bày nữa hay là không, rồi quan tòa sau đó có thể hỏi mình một vài điều rồi sẽ đưa ra quyết định, hay là có thể sẽ thông báo qua đường thư sau. Nhưng mà có một cái rất là nhiều người hiểu lầm, tôi xin nếu 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 mà không không nếu mà không may mà bị cái giấy phạt đó thì phải ra tòa để xử đó, thì cái trình tự là cảnh sát đưa ra lời khai, mình có quyền chất vấn cảnh sát, chất vấn là đặt câu hỏi. Rồi sau đó mình nếu đưa ra lời khai hoặc là mình không muốn chất vấn thì mình tới phiên mình đưa ra lời khai, đó mới là lúc mình đưa ra lời khai. Rồi sau đó quan tòa đó sẽ quyết định về cái ai mình có lỗi hay là không. Cho tôi xin phép được trả lời cái cú điện thoại này nhé. Dạ xin chào ạ. Hello. Dạ chào cô nói đi. Dạ, cho tôi nói lại cho tôi nói nha. Cái không biết là cái điện thoại của cô khi gọi vào đó nó bị loãng, tôi không có nghe rõ. Không biết là cô có dặn âm thanh của đài TV lên của TV lên không, nếu được đó thì cô chỉnh âm thanh nhỏ lại, hoặc là tại vì tôi nghe không có được, do đó tôi không có nghe được, do đó tôi không có hiểu để trả lời cho cô nói lại đi, xin lỗi cô nhé. Hồi để dặn nhỏ lại nha kìa. Dạ. Rồi khi cô sẵn sàng thì cô hỏi đi. Tôi có câu hỏi cho thầy nè. Cô hỏi đi cô. Cái
ở tiểu bang khác đó cậu. Tôi có cần phải tôi cần phải đăng insurance phải ta đi có bảo hiểm xe rồi, nhưng mà đi qua tiểu bang khác có cần phải đóng Colorado có cần phải đóng bảo hiểm khác không, phải lấy bằng lái lại. Tôi thì không có hành nghề luật ở bên Colorado, do đó tôi không có rõ về luật ở Colorado và cũng không có được phép để cố vấn về luật của Colorado cho cô. Nhưng mà nếu mà nói ngược lại đi, thí dụ cô là một người ở tiểu bang khác qua Cali này thì sao? Nếu mà cô là một người tiểu bang khác chạy xe có bảo hiểm có bằng lái ở tiểu bang khác, khi cô qua Cali này đó, nếu mà cô chỉ qua chơi thôi đó, trong một cái thời hạn ngắn, theo hiểu là 1 năm cô không có ở Cali hơn 30 ngày, có thể tôi sai nhưng mà tôi nghĩ là 30 ngày hay 90 ngày thôi, tôi thật sự lâu quá rồi tôi quên. Thì cô không cần phải xin lại cái bằng lái của Cali. Bảo hiểm đó thì tôi nghĩ cô chỉ qua chơi thôi thì cô vẫn có thể giữ cái bảo hiểm đó được. Nếu mà cô qua đây sống luôn đó thì dĩ nhiên là cô phải bắt buộc phải xin lại cái bằng lái của Cali. Đó là cái chuyện thứ nhất. Thứ nhì đó, tại vì nếu không đó, khi họ phạt đó, họ nói là cô đã ở đây bao lâu rồi, cô nói cô đã ở hơn một thời hạn, tôi không nhớ là 30 hay 90 ngày vậy đó, thì họ nói là cô phải xin lại bằng lái Cali, họ sẽ ra giấy phạt cho cô. Còn về vấn đề bảo hiểm đó, thì theo tôi nghĩ là như vậy, tôi không có rành về luật bảo hiểm quá, nhưng mà nếu mà cô ở bên Colorado, mà cô đã về Cali, cô sinh sống ở đây luôn đó, thì khi mà cô mua bảo hiểm đó, họ luôn hỏi mình sống ở đâu, thì cái mức tiền bảo hiểm mà họ tính đó nó dựa vào cái nơi mình sống, tại vì có những cái nơi nó rất là an toàn, những cái nơi khỉ ho cò gáy thì chắc chạy xe khó mà đụng ai được lắm hay ai đụng mình lắm. Nhưng mà về Cali này có thể nó đông đảo hơn, cái cơ hội để bị có tai nạn xảy ra đó nó cao hơn, do đó đó có thể bảo hiểm nó cao hơn, đó là cái suy diễn của tôi thôi. Do đó đó khi mà cô về Cali đó thì cô nói là cô giữ cái bảo hiểm bên kia được không? Cái đó là giữa cô với hãng bảo hiểm nha. Tôi nghĩ bảo hiểm thường là họ bắt mình phải báo cho họ, rồi khi mình báo cho họ rồi đó thì họ sẽ quyết định là họ tăng cái tiền bảo hiểm hay là không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà tôi nghĩ là bất cứ trong những cái hợp đồng bảo hiểm nào đó thường nó có những cái điều khoản mà không bao giờ ai đọc đâu, nó nói là nếu mình có dời nhà thôi, chỉ cần về nhà không cần phải từ một tiểu bang khác qua một cái tiểu bang qua tiểu bang này, nhưng mà có thể là chỉ trong cái tiểu bang đó mà từ quận này qua quận khác hay từ một cái vùng này qua vùng khác thôi đó, là họ bắt mình phải phải thông báo cho họ biết để họ quyết định là họ sẽ lên tiền bảo hiểm hay là không. Tại vì ở ngay cả ở đây rất là đơn giản, ở quận Cam đi đó, theo tôi hiểu đó, ở dưới Santa Ana đó thì cái tiền họ tính cái tiền phí bảo hiểm nó lại cao hơn. Có những cái nơi ở dưới Santa Ana họ tính cái phí bảo hiểm nó cao hơn ở những cái nơi khác trong quận đây. Đó cũng là một cái vấn đề mà đôi khi có tranh chấp. Tại vì nói về phương diện sắc tộc, nói về phương diện kinh tế đó thì những người sống ở Santa Ana có thể nó khác những người sống ở vùng khác. Do đó nếu mà cô được tiểu bang khác về đây đó, tôi không thể nói về Colorado được, tiểu bang khác về đây thì nếu mà cô nhất quyết định sẽ sinh sống, một người mà dọn ở tiểu bang khác về Cali thì bắt buộc phải báo cho bảo hiểm biết là mình đã dọn về đây rồi, lúc đó bảo hiểm lên tiền hay không. Và chắc chắn là khi mà dọn về đây ở không phải chơi thôi mà chỉ đi qua thăm chơi thôi hay là tạm thôi, mà sẽ ở đây quá một thời gian đó thì bắt buộc phải đổi bằng lái từ Colorado qua bằng lái Cali. Cảm ơn cô đã gọi, xin lỗi đã đến lúc phải mình cũng phải kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Lực Mỹ, và xin hẹn quý vị trong lần tới.